Chào các bạn nhá. Trước mắt chúng ta đây là siêu phẩm AMG GLA 45. Siêu phẩm. Đấy. Bản này các bạn nghe không nhầm đâu. Động cơ Mercedes AMG 2.0 mạnh mẽ nhất thế giới. 2.0. Siêu khủng. Công suất lên đến 421 mã lực các bạn ạ. Khủng lắm. Đấy, mặt trước của xe này đẹp chưa? Đấy, tất nhiên rồi, xe AMG là phải lưới tản nhiệt và có logo AMG này. Cái hốc gió vô cùng thể thao ha. Đây, logo 3D. Cụm đèn trước là công nghệ multi-beam các bạn nha. Và để có được chiếc xe thế này thì khối động cơ của nó là vô cùng quan trọng. Đây chính là trái tim của chiếc xe, chúng ta hãy xem. Động cơ. Đây. Động cơ của AMG. Một kỹ sư, một động cơ và có chữ ký nhá. Đây. Đây, chữ ký, một kỹ sư, một động cơ. Và đi kèm là hộp số của AMG 8 cấp các bạn ạ. Hộp số AMG 8 cấp DCT. Bên hông xe này. Mâm xe đẹp chưa? Cái bộ trục mâm này. Chụp này rất đẹp này. Nhìn nét quá. Kẹp má phanh AMG màu đỏ nhé. Mâm này là mâm 21 inch các bạn ạ. Đĩa phanh được đục lỗ nha. Đĩa phanh được đục lỗ hết nha. Đấy. Bên hông này. Huy hiệu Turbo và Formatic cộng. Đẹp chưa? Nhìn sườn xe này. Kính sau thì cách nhiệt màu tối các bạn ạ. Mâm sau cũng rất đẹp luôn nha. Đĩa phanh sau cũng được đục lỗ. Kẹp phanh màu đỏ AMG. Trên cánh cửa tất nhiên là keyless go rồi. AMG GLA 45S Formatic. Đây. Chữ S các bạn này. Ống xả kép nhá. Ống xả kép. Đường kính là 90mm. Đấy, xe vừa mới về các mình quay cho các bạn xem luôn. Đấy. Thích chưa? Đây là cốp sau của xe này. Có cái tấm che nhá, có tấm che và hành lý này. Đấy, tinh tế. Có đá cốp hoàn toàn các bạn ạ. Công suất siêu khủng. 421 mã lực, chỉ có 2.0 thôi. Vô cùng khủng khiếp. Đây, để mình thử bước vào bên trong nhá. Các bạn nha, đây, không để các bạn chờ lâu nữa, bước vào bên trong luôn. Wow. Bên trong đã chưa? Đây, vô lăng nhá. Vô đăng lăng, đây là vô lăng AMG các bạn ạ. Có các núm điều khiển này dành cho xe AMG này. Đấy. Điều chỉnh các chế độ lái này. Đó. Và đi kèm là hệ thống treo AMG. Màn hình 10.25 inch ha. Hệ thống giải trí MBUX. Các hốc gió này kiểu tua dạng tua bin này ha. Cái này thì chúng ta đã gặp rồi ha. Gió dạng tua bin gió. Mình thích là cái đường chỉ này, mấy cái đường chỉ may màu vàng này các bạn này. Đây, đường chỉ may màu vàng này. Nổi lắm. Rất là nổi bật đây. Đường chỉ may màu vàng này. Đây. Đây. Vô lăng này có chữ AMG này. Đẹp chưa? Loa gần trên xe là trang bị loa Boommaster các bạn nha. Loa Boommaster nha.
12 loa. Thường thường thì các xe Mercedes khác thì 13 loa, nhưng mà chiếc này là 12 loa này, đường kính màu vàng này. 12 loa Boomaster 590W. Chúng ta thì ngồi khoang phía sau cái nào. À, hàng ghế phía sau này cũng chỉ màu vàng nhé. Chỉ màu vàng này. Hàng ghế sau này có thể trượt lại được này. Tất nhiên là bằng tay thôi bạn. Để trượt này nhá. Đây có móc này. Để trượt này. Để chuyển được. Nhìn rất ngầu các bạn ạ. À, lùi xa cho các bạn xem toàn cảnh chiếc xe vô cùng ngầu. Thích chưa? Hẹn gặp lại các bạn nha.